Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Camry phiên bản 3.0V. Chiếc xe được sản xuất năm 2003, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và một chủ từ đầu ạ. Vẫn là biển 4 số quý vị và các bạn nhé. Phiên bản này thì bây giờ là cực kỳ hiếm rồi, tại vì là từ năm 2003 đến bây giờ là cũng là 18 năm rồi mà lại một chủ từ đầu. Những ai mà đi từ 2003 đến bây giờ mà vẫn còn nguyên thì là nó cũng rất là ít đấy quý vị và các bạn nhé. Thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem trên màn hình để tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Toyota Camry 3.0 sản xuất năm 2003 này quý vị và các bạn nhé. 18 năm tuổi rồi, 2003 đến bây giờ là năm 2021, tính ra là 18 năm rồi quý vị và các bạn nhé. Và rất là đẹp luôn đấy ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã quay cho quý vị và các bạn xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Chiếc xe này là chúng tôi vừa mới lấy về và tôi đem ra đây tôi quay luôn, chưa rửa cơ, còn bẩn nguyên đấy ạ. Tất cả còn nguyên bản hết, là keo chỉ không mất một phần nào, máy móc cũng nguyên bản ạ. Đây, xe cũng đã được trang bị cái động cơ V6 3.0 lít ạ. Keo chỉ còn nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết là không bị đâm đụng, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản ạ. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Xe còn rất cứng đấy ạ. Sản xuất từ 2003 đến bây giờ mà đi giữ gìn được như thế này thì cũng không có nhiều xe đâu. Rất là đẹp ạ. Ở cái phần khúc hạng D, nhất là những chiếc xe của Toyota thì không bao giờ hết hot quý vị các bạn nhé. Bởi Toyota máy móc của Nhật sản xuất cho nên là rất là bền bỉ. Phải nói là động cơ là nồi đồng cối đá đấy. Đây là cái phiên bản 3.0V, tức là xe cũng đã được trang bị cái khối động cơ xăng 3.0 lít ạ. Toàn bộ về những cái cụm đèn còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Tất cả còn nguyên bản, từ cụm đèn đến keo chỉ, máy móc còn nguyên bản hết. Đấy, cụm đèn đây quý vị các bạn ạ, còn rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa cong vênh nứt vỡ gì cả, còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào khoang nội thất của xe để xem là cái phần nội thất của chiếc xe này còn đẹp như thế nào ạ. Đây, thưa với quý vị các bạn ạ, một chủ từ đầu cho nên là bác chủ xe này cũng rất là giữ gìn cho nên là nó còn đẹp như này đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên bản ạ, tất cả còn nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Từ keo chỉ này, táp bi cửa này còn nguyên bản hết, duy nhất là cái phần ốc bản lề này, ốc bản lề cũng còn nguyên bản ạ. Còn nguyên bản và nội thất thì còn rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Nội thất này từ năm 2003 xe cũng đã được trang bị là cái nội thất màu kem. Màu kem thì rất là đẹp và rất là sáng xe, nhìn rất là sang. Nhưng với điều kiện là phải giữ gìn sạch sẽ. Nhưng ở cái phân khúc hạng D, những chiếc xe Camry mà từ năm 2003 đến bây giờ, thì phải nói ngày cái năm 2003 mà đã mua được chiếc xe như thế này thì quả thật thì quý vị các bạn biết rồi đấy ạ. Cái thời điểm đấy mà chiếc xe này thì không biết là mua đất thì nó được bao nhiêu là đất, và bây giờ cái chỗ đất ngày xưa 2003 mà cái số tiền này mua đất thì bây giờ thì không biết là nó thành bao nhiêu là tiền rồi ạ. Đấy, xe cũng đã được trang bị là ghế điện. Đã có ghế điện rồi quý vị các bạn nhé. Từ 2003 mà đã được trang bị đầy đủ như vậy rồi ạ. Đây là cái phần nội thất phía sau, cánh cửa phía sau bên lái đấy ạ. Từ keo chỉ cũng còn nguyên bản hết quý vị các bạn ạ.
keo chỉ nguyên bản này, táp bi nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết là xe còn nguyên bản hết, đã không đâm đụng, không ngập nước, không mất một phân keo chỉ nào cả, còn nguyên bản hết ạ. Và nội thất thì rất là mới, rất là đẹp ạ. Chủ xe đi cũng rất là giữ gìn. Đấy, vì nó trị giá như vậy mà, nếu như mà bây giờ cái tiền của cái xe này là mua ngày xưa mà mua đất thì bây giờ nó trị giá lên chắc là phải đến hàng vài chục tỷ rồi. Nhưng chiếc xe này bây giờ bán ra chỉ có 279 triệu đồng thôi quý vị các bạn nhé. 279 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2003 3.0 lít ạ, động cơ xăng 3.0 lít ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Từ những cái ốc bản lề này còn nguyên bản hết ạ. Tất cả những con ốc trên xe này là đều còn nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đây là cái phần táp lô của xe. Đây là cái đồng hồ công tơ mét đây quý vị các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, đồng hồ công tơ mét của xe. Tôi bật cái chip này lên cho quý vị các bạn xem cái đồng hồ đây ạ. Đấy, đây là cái đồng hồ công tơ mét của xe 13 vạn quý vị các bạn nhé. Vô lăng cần số còn rất là đẹp, rất là mới. Đây là cái phần táp lô của xe. Táp lô, táp bi đều rất là mới này. Xe cũng đã được trang bị là hộp số tự động. Đấy, hộp số tự động này kết hợp với vân gỗ này. Và đây là những cái phần rèm cửa này, rèm cửa cũng được trang bị là rèm cửa điện này, rèm cửa sau quý vị và bạn ạ. Đây là cái rèm sau. Đấy, rèm sau được trang bị là rèm chỉnh điện và vẫn còn hoạt động rất là tốt đây quý vị các bạn nhé. Đấy, kết hợp với ốp vân gỗ tạo cho chiếc xe này rất là sang trọng ạ. Bây giờ mà mua những chiếc xe Toyota Camry thì cảm thấy nó 1 tỷ bỏ ra thì nó là rất là bình thường thôi. Nhưng mà từ năm 2003 mà bỏ ra số tiền này ra mua thì cũng kinh khủng đấy quý vị và các bạn nhé. Đây còn rất là mới này, từ những cái thảm nỉ này, trần ghế rất là đẹp luôn ạ, đẹp đều đấy. Những cái phần trần cũng còn nguyên bản nhé, phần nhựa còn nguyên bản hết ạ. Đấy, rồi đây là cái dàn lốp này. Lốp này thì thay nhiều rồi quý vị và các bạn ạ, chứ không phải là lốp còn nguyên bản nữa. Bây giờ 18 năm mà lốp còn nguyên bản thì hơi buồn cười, không thể có được luôn ạ. Đây là cái lốp của xe. Đây là cái phần cốp sau quý vị và các bạn nhé. Cốp sau này cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ của cái nắp cốp sau này cũng còn nguyên bản. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, còn nguyên bản hết. Còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Rất là đẹp luôn, cái phần cốp này rất đẹp. Chỉ có hơi bẩn một chút là do chúng tôi mua về chưa có dọn rửa gì cả. Đây là cái bộ áo ghế đấy, chủ xe cũng rất là cẩn thận, đã lắp cả một cái bộ áo ghế cho cái bộ ghế, cho nên ghế nó còn rất là đẹp này. Chúng tôi mới tháo ra để tạm vào trong cái cốp này. Quý vị và các bạn nào mua mà lại thích lắp áo vào thì lại lắp thôi. Đấy, lốp sơ cua này. Rồi cái khoang chứa lốp sơ cua này. Tất cả những cái phần sắt này nó vẫn còn chưa rỉ cơ ạ. Chứ nhiều xe là đến bây giờ là cái phần sắt là đã bắt đầu rỉ rồi, mọt rồi. Đấy, nhưng chiếc xe này còn rất là đẹp. Phải nói là giữ gìn rất là cẩn thận đấy. 18 năm mà chiếc xe nó vẫn còn đẹp như thế này nè. Đây là cái táp bi cửa nhé. Đây là cái phần táp bi cửa phía sau của bên phụ ạ. Tôi quay vào cái phần ghế da này trước này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Nội thất cực kỳ đẹp đấy ạ. Ốc bản lề, ốc bản lề cũng còn nguyên này. Táp bi cửa này, táp bi cửa sau này cũng rất là đẹp. Đấy, phải nói là
giữ gìn rất là đều xe đấy quý vị bạn nhé. Những từ những cái phần nhựa này này nhìn rất là mới luôn, 203 mà nhìn đẹp cứ như 213 ấy. Và đây là cái phần phía trước táp lô từ bên phụ đấy ạ. Tôi quay từ cánh cửa bên phụ nhìn vào thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 279 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị các bạn ạ, chiếc xe này thì chắc là được trả góp 100% quý vị và các bạn ạ. Đùa với quý vị và các bạn thế thôi, từ 2003 đến bây giờ chiếc xe đã sử dụng được 18 năm rồi, cho nên là chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 279 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Đã được sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Camry phiên bản 3.0 lít. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Dàn lốp, cả cái dàn lốp này cũng còn rất là đẹp luôn. Quý vị và các bạn à, mua chiếc xe này về thì chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi, chứ không còn phải suy nghĩ gì về cái chất lượng nữa đâu. Chúng tôi mua về chúng tôi cũng bảo dưỡng lại hết toàn bộ rồi, cho nên là bây giờ không phải làm gì nữa, chỉ có việc đi thôi. Đấy, dàn lốp này còn chạy được thoải mái luôn quý vị và các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Camry này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay theo số hotline của chúng tôi ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị và các bạn ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe ạ. Đấy, tôi sẽ mở cái nắp capo lên cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Từ ngày xưa mà Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Camry này là một cái tay chống thủy lực cho cái nắp capo này rồi. Ở cái phiên bản 2.0 cũng có rồi quý vị và các bạn ạ. Nhưng mà từ cái năm 2003 đã có tay chống thủy lực này rồi. Và đây thưa với quý vị và các bạn, đây là cái ốc capo này. Ốc capo vẫn còn nguyên bản đây quý vị các bạn nhé, chưa tháo cái ốc capo này ra đâu. Sơn zin của capo này còn nguyên đấy ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên zin đấy ạ. Đấy, đây là cái phần này, keo chỉ này. Keo chỉ nguyên zin, và đặc biệt là cái phần động cơ, tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem hết cả về cái phần động cơ này. Còn rất là đẹp, tôi quay chi tiết hơn cho quý vị bạn xem từng cái ốc một đã. Từ những cái ốc capo rồi đến cái ốc tai, ốc xương đầu, tất cả nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Đấy. Và đây là cái phần nồi đồng cối đá đây ạ. Đây còn gọi là cái chiếc nồi đồng cối đá này. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Camry 2003 này là một cái khối động cơ xăng 3.0 lít cực kỳ khỏe mạnh ạ. Đấy, rất là đẹp và còn nguyên bản hết quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản ạ. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Camry 2003 này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Camry này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ.
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.